chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út ngày mới vui vẻ, nhiều gặp nhiều may mắn nha mấy mẹ. Tới công chuyện rồi đó. Hoa hậu với nghệ sĩ ưu tú tối ngày không đi dám kiếm chuyện với ai á, kiếm chuyện với má Tư rồi xong kiếm chuyện vợ chồng Linh Tý, càng kiếm chuyện vợ chồng Linh Tý càng phát triển, càng là ăn nên làm gia. Chính vì vợ chồng Linh Tý ăn nên làm gia nên nó mới xuyên nó sợ, đúng không? Nó thua người ta, nó mới ghét người ta, đúng không? Vợ chồng Lê Minh với lại Linh Tý bây giờ là thôi kết hợp bán hàng đắt quá, còn le cho đàn em la chi muốn banh cái họng luôn, không có ai để mà mua hết trơn. Trời, tội nghiệp quá. Lên phe chồng, thằng chồng mắc dịch mắc gió lên phe, thằng chồng thấy mắt đông lạnh luôn phe. Ôi, nói tới thằng chồng nghệ sĩ ưu tú muốn bệnh khoe chồng con á, má tư ở chồng con đó, má tư họ muốn không có đâu, má tư muốn không có đâu. Tại vì trên đời này có mình con le lấy chồng lấy bóng làm chồng, không có ai lấy đâu muốn có, đúng không? Đó rồi, nó chửi để coi nó chửi vợ chồng bên Linh Tý cái gì ha. Út làm tới đâu để Út phản biện tới đó ha. Hay lắm, ghê, sợ quá. Đồ răng, đồ quà, đồ bàn thờ, đồ số hình ảnh đó, đồ tùm lum tùm la, vài bữa xong đồ tán gia bại sản nữa là xong đó. Nghệ sĩ hạng bét, nói vợ chồng Linh Tý là nghệ sĩ hạng bét ha, kệ nó. Hạng bét vậy mà show diễn liên tục, đi tới đâu cũng có người yêu mến á. Còn nghệ sĩ ưu tú, show diễn bán 25 vé, 20 vé tặng, 5 vé cho. À, hát tới đâu quên lời tới đó, đi tới đâu bị ta chửi vụ tới đó, đi tới đâu bị ta tống cổ tới đó, tống cổ khỏi chuông vàng luôn. Nó mắc cỡ, cỡ hạng bét vậy đó, bán cá vậy mà có show diễn hoài, đúng không? Hết chủ đề để kiếm cơm, mang em lại mang cho con chị gia để câu view. Đó là xúc phạm đến trẻ em. Thì em được xếp vào con cuốn em bế trên tay không? Nếu mà nói vợ chồng Linh Tý á, mà xúc phạm tới con mình á, mà vợ chồng Linh Tý chả có nói gì xúc phạm, chỉ nói là có những người mẹ như vậy thì liệu con cái có được hãnh diện hay không, chứ chả có câu nào xúc phạm. Đang thương cảm cho những đứa trẻ đó, đang thương cảm cho những đứa trẻ đó, chứ không phải là xúc phạm những đứa trẻ đó. Mà mình gài người ta vô là xúc phạm mấy đứa trẻ, mình mới đang xúc phạm mấy con mình. Mình đang chà đạp danh dự con mình, mình đang bôi cho các cháu lên mặt con mình, chứ ai mà mình nói hả? Mình là người mẹ hổng gia gì, mình làm nhục con cái, mình bôi cho các cháu, mình làm cho tuổi thơ của nó xấu hổ gì có người mẹ như mình. Giờ mình đổ thừa người ta xúc phạm, vợ chồng Linh Tý có nói câu nào là xúc phạm, chỉ nói là có người mẹ như vậy liệu con cái có vinh hạnh hay không, nói như vậy đó mà nói người ta xúc phạm. Rồi nói người ta giống một con chó. Nói nghe nè, mình nói vợ chồng Linh Tý xúc phạm con mình là con nít, đúng không? Thì giống một con cuốn, đúng không? Vậy mình, hai vợ chồng mình và đồng bọn của mình xúc phạm má Tư là một người già, vậy mình là con gì? Con quỷ, đúng không? Mình nói người ta thì mình phải soi đống rác trên đầu mình. Đống rác trên đầu mình khá là lớn mà mình không chịu dọn, mà đi dọn người ta. Người ta chỉ nói là có người mẹ như vậy liệu con cái bị ảnh hưởng hay không, mà mình gài vô người ta cái tội là xúc phạm con mình. Trong khi mình xúc phạm người già, chà đạp người già, đem giới tính người già, đem bệnh tật người già ra để chế nhiễu, diễu cợt, chà đạp. Vậy là mình giống con gì hả? Mình nói người ta giống con cuốn, mình giống con gì? Mình giống con quỷ. Con quỷ đã, đúng không cả nhà? Em bế con cuốn lâu ngày, nó tha lương tâm của em đi đâu rồi? Rồi nói là bế con cuốn lâu ngày, tha lương tâm đi đâu rồi? Vậy le lấy chồng mà lấy bóng làm chồng á, lâu ngày giờ cái lương tâm đạo đức mình đâu rồi hả? Cái lương tâm đạo đức mình đâu rồi? Từ ngày mình lấy bóng làm chồng đó, lấy chồng mà thẳng như chữ cờ đó, làm chồng đó, lương tâm và đạo đức mình ở đâu mà mình luôn liên tiếp chà đạp, vu khống, bịa đặt và chửi rủa lên đem má Tư ra để làm trò tiêu khiển của mình. Vậy lương tâm đạo đức mình đâu hả? Bị tha ma bắt hả? Hả gì? Hả là nó bị ung thư tư cách đạo đức rồi hả? Mình nói người ta thì mình phải dòm ra bản mặt mình coi. Mình nói người ta hơn thua con mình, vậy mình hơn thua người già, mình có đáng là cái gì không hả? Mà vợ chồng Linh Tý không hề đụng tới con nít, chỉ nói là có người mẹ vậy liệu mấy đứa con nó có xấu hổ hay không. Vậy mà nó gán ghét một cái tội là vợ chồng Linh Tý xúc phạm con nó. Ai mà nói động tới con nó là nó nói xúc phạm tổn thương, còn nó đang trực tiếp làm tổn thương con nó khá nhiều. Chà đạp bôi cho các cháu lên mặt con nó thì nó cho là chuyện đó là chuyện bình thường. Nó đem con nó ra, nó thề giới tính của chồng nó,
là chồng nó thẳng. Nếu mà chồng không thẳng á thì ba đứa con nó sẽ bị cái này cái kia. Thương con quá ha, thương con quá. À thương quá, thương con luôn. Tôi nè, con tôi là nhất, không có ai nhất hết. Sau này có lấy chồng nữa, chồng là nhì chứ không có vô người nhất đâu. Con là nhất, chịu ảo vô thôi. Vậy mà le le, đem chồng bóng đậu lên đầu, đem con mình ra thề giới tính của chồng bóng mình, mà mình thừa biết giới tính của chồng bóng mình mà dám đem con ra thề. Vậy thương con dữ chưa? Hả? Thương con dữ chưa? Đó. Các con của chị đang sống rất đầy đủ, đúng. Tại vì nó ở với ba nó mà. Nó ở với ba nó thì nó phải đầy đủ hạnh phúc chứ. Nó ở với người mẹ nó, bây giờ nó gục mặt ở ngoài đường để nó đi luôn. Hơn là nó ở với ba nó thì nó hạnh phúc đầy đủ. Chứ ở với mẹ nó, lo tối ngày lo đi lo chai không, tuổi thơ nó sẽ bất hạnh. Và nó đi ra đường nó không dám ngước mặt lên nhìn ai, tại nó xấu hổ vì có người mẹ vừa mê chai vừa vô văn hóa vừa lớ bịch, đúng không? Nó đang ở với ba nó mà, nó phải hạnh phúc thôi. Đó. À, từ vật chất đến tinh thần, chăm à, chăm mà cũng biết chính tả sai nữa. Biết rồi, biết con chị đầy đủ rồi. Tại vì lúc nào, chung lúc nào le le cũng khoe là con mình ở nhà mấy chục tỷ đó. À, nhưng mà nó ở nhà mấy chục tỷ, nó cũng không vui sướng hạnh phúc vì có người mẹ như mình, đúng không? Tại đó người mẹ nghèo nghèo vậy á, mà đàng hoàng thì nó hãnh diện, đi ra đời nó khoe. Còn người mẹ như vậy, dù nó ở nhà 1.000 tỷ, nó cũng không thấy hạnh phúc và hãnh diện vì có người mẹ mất nết như vậy, đúng không? Alele, em lo cho con bé con của em nha. Em nhớ em từng kể về tính cách của con em cho chị nghe, và em đã từng ngưỡng mộ chị và em chê con em trước mặt chị, nhưng thế nào em không quên chứ. Đó là không phải người ta chê con người ta trước mặt mình, đó là sự khiêm tốn. Cái điều tối kỵ nhất là chúng ta tự phe con mình trước mặt người khác, cả nhà hiểu không? Đừng bao giờ tự phe con mình, tự khen con mình trước mặt người khác mà dìm con người ta xuống. Cái đỉnh cao của cái sự giao tiếp là mình phe con người ta, giả bộ hạ con mình xuống một xíu thì cái người đối diện với mình mới vui lòng. Chứ tự nhiên mình gặp người đó mình ca ngợi con mình không, liệu người ta có ấy không, có không ghét mình không? Cái quỷ nó gặp quỷ đó, nó gặp mình nó đâu nó phe con nó đó, là làm cho con nó ngon lắm đó, đúng không? Đỉnh cao của sự giao tiếp là vậy đó. Lúc nào mình cũng phải hạ thấp con mình xíu, xuống con người ta xíu. Cái gặp mà tối ngày mình tăng bóc con người ta, con mình, cái mình chơi con người ta, vậy mốt ai dám nói chuyện với mình nữa hả con ngu? Thánh thần ơi, đó. Con em còn nhỏ, chị thương chị không kể chi tiết việc này, chơi con em và so sánh ngưỡng mộ con chị. Nếu con em nghe được bé tổn thương với chị, con nít để bảo vệ, dù con em có tồi với các con chị. Dùng từ nói là không đụng tới con nít, mà con nít mà dùng từ tồi, con em tồi với hơn con chị. Dùng từ cũng biết vô văn quá, cũng biết thất học. Con nít mới nói câu đầu là không đụng chạm con nít, câu sau dùng con em tồi hơn con chị, dùng cái câu là biết học lớp mấy liền. Mà dù ta học lớp mấy nữa, ta cũng không dùng những câu này cho con nít nữa, đúng không? Tự nhiên về kể chi tiết à, kể chi tiết làm gì? Con của là Bích Trâm Linh Tí, nó thường hãnh diện vì cha mẹ nó, cha mẹ nó ăn nên làm da. Còn con của Le Le hàng ngày phải chứng kiến người đời chửi rủa mẹ mình, chứng kiến mẹ mình phải tốn tiền vì chai cà dẹo làm những trò lố lăng trên mạng, sửa quốc ca, nói chuyện thô tục vô văn quá, nào là quách long, nào là bảo dưỡng chim, rồi nào là cái này cái kia. Liệu nó có hạnh phúc có người mẹ như mình không? Rồi nó giàu có, nó có yên ổn và hạnh phúc không khi người mẹ như mình không? Mà nó dùng câu con em tồi hơn con chị, dùng cái câu là biết con người nó như thế nào rồi, dùng cái câu là biết con người nó vô văn quá và nó dốt cái nào rồi cái nhà, đúng không cái nhà? Tại con nít mà dùng từ tồi hơn con chị, ghê chưa? Mới câu trước nói là không xúc phạm con nít, câu sau dùng con em tồi hơn con chị. Bích Trâm mà ghi chữ chăm, chăm sóc á, qua hậu lớp 4, sợ chưa học tới lớp 4 nữa, mới học lớp 3, năm sau lên lớp 4 nghỉ rồi. Con em còn nhỏ, gì vậy vậy? Một người mẹ tệ là một người mẹ khi thấy con mình không bằng con người ta thì so sánh chê con. Ủa, người mẹ nào mà chê con trước bạn ta là tệ đó hả? Còn người mẹ có ngày nổ con mình trước bạn ta là đúng đắn đó hả?
hả? Mình tối ngày mình đem con ra phe, vậy mình đã làm gì, mình đã làm gì cho con mình nở mặt nở mày chưa? Mình đã làm gì cho con mình vinh hạnh chưa? Mình đã làm gì cho con mình sau này nhắc tới mình là nó hãnh diện chưa hả? Còn cái chuyện mình đi đâu mình gặp người ta, mình chê con mình khen người ta, đó là cái kỹ thuật giao tiếp, đó là kỹ thuật giao tiếp đó. Chứ tự nhiên bây giờ nè, tự nhiên có một người nào đó lỡ nói chuyện với Út, toàn là phe con họ không, tự nhiên chê con Út, con người ta vậy đó, ta gọi là cức của ai nó hửi. Con người mình dù có xấu xa cỡ nào nhưng mà ai chê con mình mà nói con ta hơn là mình không chịu đó, đúng không cả nhà? Đó là kỹ thuật giao tiếp đó. Kỹ thuật giao tiếp mình phải trước mặt ta mình phải giả bộ chê con mình, khen con ta nên ta vừa lòng. Tự nhiên cái giờ gặp người ta cái ồ con tôi tốt lắm, ồ con chị không bằng đâu, con tôi giỏi lắm, đẹp trai nữa, trời học giỏi nữa, ồ con chị không có bằng con tôi đâu, về dạy ra nó đi. Giờ cái người đối diện với mình có vừa lòng không, có vừa lòng hay không? Đó là kỹ thuật giao tiếp đó. Ngu thì để dạy cho mình nghe, đặt lên giống mỏ với thì ta tốt, đã không được thông minh thì bớt giết thì ta tốt đi, đúng không? Đó, chỉ là một người mẹ luôn yêu con, kiếm tiền lo cho con ăn học trường danh tiếng. Ủa chứ không phải đây học tiền của ba nữa hả? Chỉ người mẹ luôn yêu con mà đem tính mạng con mình ra thề giới tính của một chồng bóng, à kiếm tiền liền lo cho con ăn học trường danh tiếng, chứ không phải tiền của ba nữa hả? Tiền của ba nó chứ đâu tiền của mình mà nói là kiếm tiền lo cho con, kiếm tiền lo cho trai, nó như vậy mới đúng, kiếm tiền lo cho trai, thương con yêu con mà đem tính mạng con mình ra thề giới tính của cái người mình biết là bóng, đúng không? Cái tiền nó học trường nổi tiếng là tiền của ba nó, không phải tiền của mình, đừng có phe, đừng có nổ quá nó banh à. À con chị ở nhà đẹp siêu xe đang được cha mẹ chăm sóc. Mình có chăm sóc con mình đâu, mình có chăm sóc ngày nào đâu, chăm sóc trai không à, chăm sóc nào là chồng bóng, nào là trợ lý, nào là con nuôi không, có chăm sóc con ngày nào đâu, được cha mẹ chăm sóc, có cha nó chăm sóc thì có hơn, nó ở với cha nó nên người ở với mẹ là hôm nay xong rồi, xong mẹ rồi, đúng không? Giờ đi học siêu xe hả? Giờ siêu xe hay xe thường giờ cũng học kiến thức đó, đúng không? Siêu xe cũng học kiến thức đó, mà xe thường cũng học kiến thức đó, mà chưa chắc gì cái đứa đi siêu xe mà sao lại thành tài bằng cái đứa đi xe máy, đúng không nhà? Ai dám bảo đảm cái người đi siêu xe sao là thành tài đâu, mà ai dám chắc ăn rằng cái người mà đi xe đạp không thành tài đâu. Các lãnh đạo người ta hồi xưa học trường làng không đó, mà giờ ta làm lãnh đạo đó, đúng không nhà? Ồ khoe nổ đi siêu xe của ba đó đó, xe mình bán rồi, siêu xe mình bán ẹt đi rồi, biết không? À chị chưa bao giờ thèm bất kỳ điều gì vì con chị luôn đầy đủ. Thèm có đâu được đâu, thèm đâu được đâu, giờ thèm ba của nó đâu được đâu, thèm gì ở chung đâu được đâu. Chị chưa bao giờ thèm một điều gì. Ủa thèm điều gì là gì? Có thèm trai, mà trai bóng mới chịu à, chứ trai người bình thường không chịu đâu, trai bóng mới chịu, đúng không? Chưa bao giờ thèm điều gì, chưa thèm điều gì sao mà giận đâm ra đâm rật vậy, đâm ra đâm rật vậy, lấy bóng mà phiến mãi thêm trợ lý, rồi bên kia bóng phiến mãi thì đứa con nuôi nữa, chưa thèm điều gì hả? Chưa thèm điều gì đâm ra đâm rật ghê vậy, hơi rượng rượng vậy. Đi kết hôn đi, chồng mình thương quá kết hôn đi, cưng quá mà phe toàn thế giới mà đi kết hôn đi. À điều quan trọng là chị luôn thấy con mình là nhất, đúng rồi, tất cả người mẹ con mình là nhất, chứ đâu phải riêng con mình mới nhất đâu, tất cả mọi người là nhất, thậm chí con chó con mèo nó vẫn coi đó con nó là nhất, ai mà đụng tới con nó đi nó chạy ra nó dinh lợ liền, nó cắn cái lợ liền, nó dí liền, chứ đâu phải riêng con người mới xem con là mình là nhất, con chó con mèo vẫn coi con mình là nhất, vậy mà cũng nói được, chứ không phải coi bóng là nhất hả? Không coi hãy coi là chồng bóng là nhất hả gì? Thấy đem tính mạng ba đứa con ra thề, vậy đâu coi con là nhất đâu, chồng bóng là nhất. À, chẳng bao giờ chị nói xấu con cũng như so sánh con chị với đứa trẻ khác, phải không em? Tại biết sao? Tại con người mình tự mãn tự cao, lúc nào mình gặp người ta mình cũng khoe con mình. À, cái đó là mình dốt nghệ thuật giao tiếp, chứ không phải mình hay đâu. À, đi đâu cũng phe con mình, người ta khó chịu vô cùng. Tuy là trước mặt người ta khe trội giỏi ha, trội đã ha, nhưng mà trong lòng người ta khó chịu vô cùng. Khi đi đâu cũng khoe con mình, đi đâu cũng đem con mình ra tâng bốc lên,
cái đó là ngu trong giao tiếp á, chứ không phải là phe là khen con mình đâu, không phải là hay đâu nha Le Le, nhớ học hỏi lại nha. Đó, em lo cho con em đi, cố gắng đừng để cho nó nghe lời về ba mẹ nó. Nói với chị, chị nghĩ con vậy không cái nó buồn à, nó đâu có rảnh như bản mặt mình vậy hả, đâu rảnh như bản mặt Le Le, tự nhiên ba mẹ nó nói không tốt cái nó buồn ba mẹ nè. Trời ơi, giống nít như vậy hả, giống nít vậy, đang đóng phim hả, đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc hả gì, tự nhiên đừng có để nó nghe nó buồn, nó cảm nhận được cha mẹ nó thương nó cỡ nào chứ, đâu phải vì một lời nói nào đó cha mẹ nó lỡ chê nó với người khác, đó là kỹ thuật giao tiếp. Vậy nó buồn, nó giận. Ô, nghe sao bắt địt quá trời. Vừa nghe càng dốt. Lời nói như một đứa con nít. À. Rồi, để coi Linh Tí Bích Chanh trả lời sao ha. Đàn bà hạnh phúc nhất là được danh chính ngôn thuận. Muốn ngủ là ôm chồng, ngủ không khai. Không phải dập dìu, lén lút, chỗ này, chỗ kia. Hình nền tôi và ông Tí 12 năm. Ai dám đụng vô, ganh tị giùm hay sao? Hay ganh tị cho chính bản thân mình? Ca 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 ca. Quá trời. Càng ngày hoa hậu càng lầu ra cái tính mà dốt nát, dốt nát. Nói tới hoa hậu này mà thấy mẹ luôn. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.